Audi trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc xe Ford Laser số sàn 1.8. Một chiếc xe sedan 2 đầu số sàn động cơ 1.8 của hãng Ford. Đó là chiếc Ford Laser bản đặc biệt, bản full option. Xe hiện nay đang được bày bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền 155 triệu đồng. Chỉ với 155 triệu chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này. Chỉ với 155 triệu đồng thôi, các bạn có thể nhìn thấy một chiếc Ford Laser, một chiếc xe hạng sang một thời, một chiếc xe đẳng cấp. Một thời nó đã từng làm mưa làm gió trên thị trường. Xe hiện nay đang được bán với giá tiền 155 triệu đồng thôi các bạn nhé. Với bản full này thì xe đã được trang bị 4 la răng đúc. 4 la răng đúc ạ. 4 phanh ABS. Đấy. Mặc dù xe sản xuất năm 2003 nhưng mà xe đã được trang bị đầy đủ 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, cảm biến lùi, camera lùi, tay nắm cửa mạ chrome, đèn bi xe lông siêu sáng ạ. Ford Laser sản xuất năm 2003, số sàn động cơ 1.8, 155 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xem xe được trang bị những gì. Bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy xe được trang bị cảm biến lùi, camera lùi, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, đèn bi xe lông siêu sáng, tay nắm cửa mạ chrome. Ở trong xe thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí, ghế da, táp ly táp lô 2 màu, màu đen và màu ghi, trần nỉ nguyên bản. Xe hiện nay đang được bán với giá là 155 triệu đồng quý vị nhé. Hai vùng điều hòa, ghế da, trần nỉ, táp ly táp lô 2 màu, gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí. Xe hiện nay đang được bán với giá tiền là 155 triệu đồng cho một chiếc Ford Laser 2003 như quý vị nhìn thấy đây. Xe thì còn rất đẹp, táp ly táp lô đây. Xe không đâm xô tai nạn gì các bạn nhé. Xe chỉ có xuống cấp theo thời gian thôi. Tất cả là chỉ xuống cấp theo thời gian chứ không bị đâm xô tai nạn gì. Đấy là một điều phải khẳng định với bà con luôn. Đây, tất cả chỉ là xuống cấp theo thời gian. Bởi vì là nó thời gian nó càng lâu thì xe nó phải xuống cấp, nhưng mà là xuống cấp theo thời gian các bạn nhé. Xe còn khá đẹp. Có 155 triệu đồng, quá rẻ. Chúng ta xem cốp nào. Đây ạ. Các bạn nhìn đây. Keo chỉ thì không phải bàn, bởi vì là nó còn nguyên, chỉ có là chỗ nào thì nó rụng theo thời gian là cái đấy điều đương nhiên rồi. 2003 đến bây giờ đây, tất cả còn nguyên nhá, không bị đâm va tai nạn gì. Đấy là điều khẳng định với bà con. Cốp thì rất rộng, rộng mênh mông bao la. Đây là lốp dự phòng, la răng dự phòng theo xe luôn. Cái khoang cốp này thì cũng đã được dán chống ồn. Đấy.
155 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ vào khoang động cơ nhá, xem là động cơ nó có đẹp hay không. Đây là khoang động cơ của xe. Các bạn nhìn đấy ạ. Từ năm 2003 nhưng mà cái tấm cách nhiệt này tất cả vẫn còn nguyên đây. Này, chỉ này, chỉ cabo này. Đấy, chỉ cabo đây. Phần tai này, rồi là phần ụ giảm sóc này, phần răng này. Đấy. Tất cả là còn nguyên. Chỉ xuống cấp theo thời gian, chúng ta phải khẳng định luôn là nó chỉ xuống cấp theo thời gian thôi. Máy số thì sạch sẽ, không bị chảy dầu chảy mỡ gì cả. Các bạn nhé, không bị chảy dầu chảy mỡ. Xe chỉ có là vết bụi của thời gian và xuống cấp theo 5 tháng. Và chắc chắn rằng là 2003 thì động cơ đã được đại tu. Đấy. Bảo trì bảo hành. Chứ còn nếu như mà 2003 giờ mà không đại tu bảo trì bảo hành thì không đi được đâu. Xe hiện nay đang được bán với giá là 155 triệu đồng. Bạn nào mà có ít ít tiền mà thích một chiếc xe bền bỉ, chắc chắn, đi đầm chắc thì liên hệ với Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương để nhận được thông báo mỗi lần Dung Audi có xe mới về. Mỗi lần Dung Audi có video clip chi tiết của mỗi chiếc xe, cũng như là các buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp của Dung Audi, các bạn sẽ nhận được thông báo để vào xem luôn, bấm vào thông báo là xem luôn các bạn nhé. Các bạn nào cần tư vấn hoặc là hỏi kỹ hơn về xe nào, hãy nhắn tin vào Zalo 0855 966 966. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.